bài về cái bệnh án hậu phẫu. Bệnh nhân là Đặng Hoài Phụng, 18 tuổi, địa chỉ là Đông Hiệp, Cờ Đỏ, Cần Thơ, nghề nghiệp là phục vụ nhà hàng. Nhập viện vào lúc 9 giờ 57 phút ngày 21 tháng 3 năm 2019. Lý do vào viện là sưng đau tinh hoàn. Bệnh sử, bệnh sơ phát có nhập viện khoảng 9 ngày bệnh nhân. Cái đau hôm qua trình là em nữa hả? Dạ. Tuổi nay em nữa hả? Dạ. Rồi tiếp tục. Dạ. Bệnh sơ phát nhập cách nhập viện khoảng 9 ngày. Bệnh nhân thấy sưng đau tinh hoàn trái kèm sưng tinh hoàn trái kèm theo đau tức. Sau đó người nhà đưa đến bệnh viện Bình Cờ Đỏ khám và được bác sĩ chẩn đoán là viêm tinh hoàn cho 7 ngày uống. Sau khi uống hết thuốc thì hết sưng đau tinh hoàn, bệnh nhân tiếp tục đi làm. Sau 2 ngày thì tinh hoàn nó sưng đau trở lại, có đến phòng khám bác sĩ tư thì được tư vấn nhập viện. Sau đó thì được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ nhập viện. Thì tiền sử thì chưa ghi nhận bệnh lý. Tình trạng lúc nhập viện thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sưng đau tinh hoàn trái, dấu hiệu sinh tồn là 76 lần phút, nhiệt độ 37.5 độ C, huyết áp 117, nhịp thở 20 lần phút. Đây các cận lâm sàng đã có thì có làm công thức máu được bình thường, sinh hóa bình thường, chỉ có cái siêu âm là ghi nhận là nang đầu màu tinh hoàn phải, theo dõi viêm tinh hoàn màng tinh hoàn trái, phân biệt chiếu sáng tinh hoàn và màng tinh hoàn. Chẩn đoán thì có cái chẩn đoán trước mổ là theo dõi sáng tinh hoàn trái kèm theo viêm tinh hoàn và màng tinh hoàn. Chẩn đoán sau mổ là sáng tinh hoàn trái. Tình trình phẫu thuật thì thời gian phẫu thuật là 20 giờ 30 phút ngày 21 tháng 3 năm 2019. Phương pháp vô cảm là tê tủy sống. Trình tự phẫu thuật là bệnh nhân được gây tê tủy sống, gạch da đường giữa bìu khoảng 3 cm, cắt qua lớp bìu vào tinh hoàn trái, thấy sắn trong tinh mạc bán phần tinh hoàn sẫm màu, thiếu máu, tiến hành tháo sắn chờ thấm theo dõi và thấy tinh hoàn hồng trở lại, quyết định là không cắt tinh hoàn, đưa trở lại bìu, đặt mét dẫn lưu thâu lại có bìu. Về diễn tiến bệnh phòng, hậu phẫu ngày thứ nhất là bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sưng đau tinh hoàn trái. Được. Chúng ta phân tích bệnh án này. Cách đây khoảng 2 tuần có một chị Sáu đã tìm một cái bệnh án tinh hoàn rất là tốt. Các bạn về coi lại cái bệnh án của cái y Sáu đó. Qua bệnh án này chúng ta sẽ học được cái gì? Cái thứ nhất, đây là một nam rất là trẻ, 18 tuổi. Đối với một nam 18 tuổi thì ta sẽ chú ý các điều sau đây. Với một cái đau ở tinh hoàn, câu hỏi đầu tiên của chúng ta là bìu hay tinh hoàn? Trong trường hợp này rất rõ nó là tinh hoàn chứ không phải là bìu. Với tinh hoàn thì tuổi này sẽ có 3 khả năng bị. Số 1 đó là xoắn thần tinh. Số 2 đó là ung thư tinh hoàn. Và số 3 đó là viêm màu tinh, tinh hoàn. Màu tinh trước, rồi sau đó tinh hoàn sau. Do các cái bệnh, có thể là bệnh SGD hay là các cái bệnh quay bị. Được chưa? Vậy thì bây giờ với cái bệnh cảnh của bệnh nhân này, ta thấy bệnh nhân đã đau cách đây 9 ngày. Rồi khám bác sĩ gì đó, đâu đó, không tốt gì đó, chẩn đoán là viêm màu tinh tinh hoàn và cho thuốc uống. Tới đây ta hỏi vì sao bác sĩ ở thuốc uống chẩn đoán là viêm màu tinh tinh, nếu các bạn đó không loại trừ được người ta yếu tố lây theo đường tình dục. Em này làm ở nhà hàng, cái kết tội nó quan hệ tình dục à? Vậy thì các bạn làm bệnh án này có hỏi được về vấn đề sex của bệnh nhân này không? Em chưa quan hệ. Không có quan hệ được, vậy thì chúng ta bỏ cái này ra rồi. Được chưa? Vậy ta hỏi có qua bị hỏi được không? Được. Được thì bỏ luôn rồi. Vậy rõ ràng thuốc nốt chủ quan. Chúng ta đã kết tội bệnh nhân một cách hàm hồ. Bác sĩ đừng có chủ quan như vậy. Có một mẫu chuyện nổi tiếng mà ai cũng biết, đó là có một ông thầy làng. Ông trị bệnh cũng rất là hay. Và có một cái cậu đi theo đăng ký đi học với ông. Hồi xưa ta gọi là tiểu đồng á, giống như mấy này, Y3, Y4 cái này, em đi theo đó. Thì mỗi ngày ông đi tới tận nhà, người dân cũng khám bệnh. Hôm đó có một bệnh nhân bị bệnh và ông dặn là không được ăn.
bệnh này rất là nguy hiểm, không được ăn gì gì đó. 3 ngày sau quay trở lại khám bệnh, ông dẫn cậu tiểu đồng đi theo. Và ông phát hiện ra là người nhà, phát hiện ra là bệnh nhân đã ăn ổi. Ông nói tại sao tôi dẫn không được ăn cái cây mà lại ăn, bây giờ bệnh nặng tôi cũng chịu. Bệnh nhân dứt khoát mới không có ăn. Ông nói nếu không thì không chịu, nếu không nhận thì tôi không chịu bệnh nữa, không bỏ đứng dậy ông vậy. Khi ông về nhà thì cái thằng tiểu đồng hỏi ông là làm sao ông thầy biết người ta có ăn. Ông nói tao dời cái giường, nó tao thấy trong cái sọt cát để trên giường có mấy cái miếng ổi cho nên tao nói nó ăn ổi mà nó không chịu, tao không chịu. Sau đó mấy bữa thì không bệnh nhân khác. Ông kêu tiểu đồng đi thăm bệnh giùm, ông bị bệnh gì đó, ông đi cũng được. Nó về nó nói là con thấy nói với bệnh nhân là không được ăn thịt gà, mà bệnh nhân cãi con thịt gà cho nên con bỏ cái việc. Mày sao mày biết bệnh nhân ăn thịt gà? Nói dạ con thấy trên giường có cái chỗ lông gà mới tin. Vậy nói cho các bạn hiểu rằng trong y khoa chúng ta không được suy luận, suy diễn và đặc biệt là kết tội. Ở Việt Nam đặc biệt có một cái điều xấu, đó là báo chí hoặc rất là nhiều dư luận kết tội một ai đó khi tòa chưa hề ra phán quyết. Có nhiều lý do bởi vì tòa bây giờ nói bậy nó bạ quá, cho nên người ta không còn tin tòa nữa. Và người ta tự quyết định, tự xử giống như Tề Thiên Đại Thánh tự xử, không cần đợi qua tòa xử. Nhưng đối với bác sĩ thì không được. Rõ ràng bệnh viện 41 đã sai. Như vậy trong trường hợp này chúng ta chỉ còn có hai cái này mà thôi. Đối với tuổi ung thư tiền liệt, ung thư tinh hoàn, tuổi sẽ từ 18 cho tới 40 là nhiều nhất. Dưới 18 có nhưng ít, trên 40 rất là ít, rất ít. Vậy em này nằm trong tuổi bị ung thư. Muốn biết được ung thư hay không, ta phải dựa vào hai yếu tố. Thứ nhất là mặt cơ, và thứ hai là hình ảnh học. Mặt cơ thì ta phải thử ba chất. Số 1 đó là beta HCG. Beta HCG là những người phụ nữ có thai đó. Và chúng ta thử cái gì nữa? Beta HCG để trong trường hợp tìm cơ ung thư tinh hoàn gọi choriocarcinoma. Thứ hai chúng ta sẽ thử lactate dehydrogenase. Và còn một cái nữa ta thử còn chất nữa thì như thầy quên này cả hình ảnh học thì quan trọng nhất của nó là em trai, vì cái tinh hoàn hao phim của nó nhỏ hơn 40 cho nên CT sẽ rất là khó. Nếu có CT xong thì cũng phải chụp em trai, cho nên thường người ta sẽ cho chụp em trai luôn. Echo gợi ý rồi sau đó người ta sẽ chụp em trai luôn, vì cái học phiêu nó rất là thấp. Như vậy trong trường hợp này bác sĩ bệnh viện Nam Hoa thành phố Cần Thơ đưa đi mổ với cho nó đi sáng tinh hoàn bán phòng trước mổ kìa, làm sao biết được trước mổ là theo dõi sáng tinh hoàn kèm theo cái bệnh lý là viêm màu tinh, theo dõi thì đâu có được quyền đưa người ta đi mổ. Bạn thấy sai không, pháp lý sai đó, chẩn đoán khẳng định là sáng màu tinh hoàn mổ thám sát. Chúng ta chỉ ghi là mổ thăm sát, còn mổ ra làm cái gì? Nếu còn cứu được thì ta cứu, còn nếu không còn cứu được thì phải cắt bỏ. Trong trường hợp này ta cứu được. Xoắn tinh hoàn thường ở bên trái nhiều hơn bên phải, và thường là từ 16, 17, dưới 18. Dưới 16 ít bị, trên 18 ít bị, không biết tại sao. Chủ yếu từ 16 tới 18. Được chưa? Như vậy bệnh nhân này nằm trong đúng bài bản. Thứ nhất, bên trái đúng thời xếp dở. Thứ hai, đúng cái tuổi luôn. Được chưa? Và siêu âm, nếu nhìn được cái chỗ xoắn thì ta mổ liền. Siêu âm hiện nay đốt lên nó thấy được. Vậy ta hỏi trong trường hợp này có siêu âm đốt lên chưa? Còn một cái chỗ này thầy quên, thầy sẽ bổ sung sau. Khi thầy post cái video này lên, thầy sẽ bổ sung sau. Rồi, chúng ta dừng đây.